Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 3 tháng 2, hiện không khí lạnh đã suy yếu hẳn, thời tiết khu vực tỉnh trở lại tình trạng nắng khô. Khu vực phía Nam tiếp tục được các cơ quan khí tượng cảnh báo là chỉ số tia cực tím trong ngày ở mức cao và có nguy cơ gây hại. Do vậy, mọi người nên che chắn cho da khỏi ánh nắng trực tiếp khi di chuyển ngoài đường. Thời tiết nắng và không khí hanh khô cũng khiến cơ thể dễ mất nước, gây cảm giác mệt mỏi, do vậy cần bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Mức nhiệt có giảm từ 1 đến 2 độ, thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Đêm và sáng sớm trời vẫn se lạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có lúc có mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, trên biển gió đông bắc cấp 6 và cấp 7 cấp 8 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 4 tháng 2, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 18 giờ 45 phút, thấp nhất 160 cm xuất hiện lúc 12 giờ 15 phút.